Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của KVNV. Thì hôm nay là ngày KVK này. Đúng là mình vừa đi KVK, băng mình đang chiếm pháo đài này. Pháo đài đóng băng nha. Ở K365. Để mình không coi 358 nha. Đây. Ui cái ông này. Đây ông đang đập ban mình cháy hết một ạc rồi. Cháy bạc ạc mèo con hai rồi nè. Bây giờ ông đang gần cái ạc Khumbat đấy. Đấy, đồ thấy khủng chưa? Đồ là biết khủng rồi. Rồi mắt tướng rồi. Cái gì? Rồi một ạc nữa. Thế là hai con ạc đã ra đi dưới tay ông ấy nha. Rồi ban mình không có dám kiểu như ạc lớn quá làm sao mà relay được ông ấy. Làm sao mà dám chơi. Với lại bạn ấy đang on nữa thì làm sao mà dám chơi. Chơi cái kiểu gì? Đấy. Bán ạc ra này hết lính rồi. Thiệt. Này ạc, một ạc sản xuất thôi nha. Thì kênh của mình hiện tại là cũng mấy ngày nay là lượt đăng ký và lượt xem là lượt xem là tăng mạnh luôn. Còn lượt đăng ký thì cũng được khá là nhiều. Một vài bạn là đăng ký giúp mình nha. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã đăng ký giúp mình. Đây tiếp tục là bạn ấy đang mình đã vào pháo đài thì nó được cái tú quà đầu tiên rồi. Quay chết rồi. Bạn ấy qua đây làm gì đây? Lubu rồi, tôi thấy Lubu rồi. Rồi ạc. Đây là ạc em mình nha. Em mình. Trời không. Rồi xong rồi đó. Sorry lấy rồi. Chết rồi. Teo rồi. Ạc này thì chưa có dead được relay nha. Mới có hơn 3 em lính nè. Ấy và bây giờ tiếp tục chương trình ăn relay. Thôi teo rồi. Chứ là không biết relay ảo hay gì ta. Mong là không. Đồng nghiệp các bạn. Rồi xong luôn. Đồng nghiệp bạn ấy tới rồi. Trời ơi. Tới kìa. Rồi. Rồi à, hàng khủng không à. Xong rồi. Xong Hayumi. Em trai tôi. Đây à, 200 mấy mà. Làm sao mà đếch được relay nè. Đấy. Cái trường hợp này là teo rồi. Em ấy đếch trận bộ nha. Nên mình sẽ nhờ thành viên trong ban là tiết kiệm bộ giúp. Thực sự thì ạc của mình cũng chưa có đếch được nữa. Các bạn đếch solo thì được chứ đếch relay thì thua nha. Đấy, nếu mà hiện tại thì em ấy mới vừa là vào quân rồi. Vô lính pháo đài đấy, là bị cuồng chiến đấy. Mà bây giờ là chưa có hết. Đang học khoảng hơn 1 phút. Trên lệch khoảng 1 phút. Trong này thì tẹo rồi. Không biết mấy phút nữa. Tiếp viện đi mọi người ơi. Đấy bạn ấy, em ấy là còn đang cùng chiến nha. Chiến này tập này toàn. Bây giờ là tiếp viện để giảm bớt cái thiệt hại thôi. Chứ gánh một mình thì bao là không nổi rồi. Đấy thì KVK mà gặp cái trường hợp này là chết rồi. Vô lính pháo đài tính làm tí điểm để có điểm solo thôi đó, hay là bị ăn relay. Đang cùng chiến nha các bạn, đừng có đọc mà hiểu nhầm nha đó, đừng có hiểu nhầm chết tôi. Đang cuồng chiến các bạn, các bạn chơi cái này thì biết nè, cuồng chiến là cái trạng thái mà không thể bật thêm nha. Đừng có nghĩ là CC là cái gì nha, đừng có nghĩ vậy nha. Đọc sáng chứ
thì các bạn đừng có nói là hay có mình anh tôi nghĩ vậy nha. Đang cuồng chiến nè, nó nhắn cho đàng hoàng cc rồi mấy ông hiểu tào lao. Thế là xong xong rồi à. Kéo rồi tôi teo ra xa nha mọi người, tôi sợ bị tôi vô lính rồi tôi đang cùng chiến nữa thì nó rì ly tôi nữa thì tôi cũng teo luôn. À tôi mới 250 m nè, lính cũng mới có hơn 3 m thôi mà họ bị ăn cái rì ly cháy à, mà không chạy khỏi tại vì nó rì ly sẵn rồi. Hiện tại mình vô không lại. Ôi hơn 1 phút không, tầm này thì giảm thiệt hại thôi chứ thiệt tình là nếu mà đét thì đét không có nổi rồi, khay nó lớn, khay nó bê máy, hạt thì chỉ có hơn 200, rồi lính thì không nhiều, T2 hay T4 gì cũng không có nhiều chứ, nhưng mà đét thì thua chắc rồi, cháy rồi mà. Hay nó để đầu cung mà không biết nó đi cái giống gì, đừng có khinh thường nha bạn, trước khi tới thời điểm nó đi á, cái thời điểm mà nó đi á, em mình đét chặn bộ nè. Mình đang có trên bộ mà nó để đầu cung như này nè, có nghĩa là các bạn nghĩ là nó sẽ đi cung nhưng mà thật sự là chưa chắc nha, ai biết tới cuối là nó đổi đồ lại, bây giờ nó vô lính khác, nó vô lính khác thì một chút là nó nè, em mình hiểu nhầm rồi nè, nó đi nó cung nè, em đét bộ đấy, rồi bây giờ này chưa chắc nha, cái trường hợp này cho đến khi mà nó đi lính nó đi á, nó có thể đổi đồ lại bình thường nha. Hiện tại là không có teo, tại vì em mình nó đang được tiếp viện rồi. Đây, cái hôm này thiệt tình đi, này really ảo để một hai lính chơi đó. Mười mấy giây nữa là ạt em tôi nó toang rồi, chết rồi. Chuẩn bị lên bàn điểm số. Biết có ăn cắn à tôi cà chứ không biết. Nó không thèm thám luôn mà. Mười mấy giây mà. Ừ không đấy tới rồi thì chương trình này sẽ bắt đầu là sáng nhất đêm này nha, hiện tại là 6:39 là KPK mới bắt đầu được khoảng 40 phút nha, đấy lính lên thiên đường hết rồi đấy các bạn xem nó đi bộ nè, rõ ràng thấy không các bạn, nó để đồ cung nãy nó đổi lại mình không có thêm kịp nha. Đây T2 T4 nhiều quá, full T4 à, nếu các bạn hạt nào mạnh thì chết được chứ hạt này thua hạt này đụng nét trận bộ nữa thì không có để đổi trận kia tiếp viện, các bạn không nên đổi trận nha. Cái này là tại vì hạt ghét cũng nuốt không có nổi nên rồi tôi tăng tốc tôi về trước kìa các bạn à, mình xin lỗi nha chứ mình tăng tốc về trước nha, không phải là mình sợ thiệt mấy bạn, sợ nó quánh như mặt đây, không phải mà ai mà các bạn thử mà các bạn rét không được thì nó đập vô mặt là biết cái ạc này là cày chay 100% đấy, mà nó quánh cái là chết. Nếu có anh em nào mà cần bếp nữa đấy các bạn thấy này lính thôi nè, rồi đi 31 k. Thật sự là nếu mà không là không chết nha, tại vì mình sáu mình có hai cái nha. Kiểu như đang ép đứng lại mình để hai cái thì có đi rồi có đi hỗ trợ này kia anh em thì được, đi rì ly cũng được, có bị thương cũng không sao, nhưng mà chết thì vài ba mấy ca đó thì lên là bình thường nha. Này à, mà muốn đép rì ly thì ít gì lính cũng phải là 5, 6, 7 m là ít nha. Nhưng mà hiện tại không biết là đồ các bạn như thế nào thì có nuốt được không chứ mình cũng chưa có lần đét mấy cái đó mình cũng không biết nha. Đấy xin trời đét nè. Nè 40 m lính là lính hỗ trợ nữa là 1 m đấy. Chứ mà sát nhà có 30 mấy lính đấy. Đây có quân tiếp viện hỗ trợ thì chết không có bao nhiêu đâu. Hầu hết là phân nửa khỏi chia mình sẽ chia nhiều người á, nãy nhẹ khí nó còn cao luôn nè, nó bét nó khủng quá,
Đây. Này con quái giác ngọc ra liên tục luôn. Tụt 10, cứ 10% thì nó sẽ phải ra một lần, và con này nó chưa có cao nha. Nè, mới ra 6 lần. Đấy, ạp lên thế đấy đấy. Rồi, xin RXS chữa nè. Đâu rồi? Thì mình bay qua mình tặng ít đồ. Nó nhìn cảnh hai nhà thân thiết trái chung mới chuyển RXS cho mình khi trước khi vào. Khúc mà mới chưa chưa bị delete đó thì chuyển RXS cho mình, bây giờ mình chuyển lại. Đẹp. Này để chút mình chuyển luôn rồi mà. Này thật phải này hơi thốn này. Thì cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, bình luận lại giúp mình đánh giá về video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại thì lượt xem của mình á, thì cũng đang lên đấy. Và các bạn ủng hộ chia sẻ giúp mình để kênh lên được lượt đăng ký giúp mình nha. Các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình nha. Đây các bạn xem. Lính chết không có bao nhiêu nha, chia ra. Phải chia ra lại nè, chết không có bao nhiêu. Này luyện lại nha. Chắc cả tháng là mấy tháng á. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Và tràn đầy sức khỏe trong đại dịch Covid-19 này nha. Ở nhà nha các bạn.